Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Huấn luyện viên Park Hang-seo làm điều không tưởng trước trận gặp Australia. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam dính bão chấn thương, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một quyết định rất bất ngờ ngay trước thềm cuộc tiếp đón Australia vào ngày 7 tháng 9. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bố trí một trận đấu tập nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam, thông thường những trận đấu này không có gì đáng nói. Nhưng việc đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với các đàn em U22 Việt Nam chỉ hai ngày trước trận gặp Australia là điều hiếm khi xảy ra. Lý do bởi dù chỉ là một trận đấu tập, nhưng chấn thương vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước khi đội tuyển Việt Nam sang Saudi Arabia, lần lượt minh vương, Bùi Tiến Dũng gặp phải chấn thương đáng tiếc là một ví dụ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo có lý do để đưa ra quyết định rất bất ngờ này. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang thực sự đau đầu với vấn đề nhân sự ở đội tuyển Việt Nam và không còn cách nào khác, ông buộc phải lựa chọn một số gương mặt mới hoặc tân binh để bổ sung cho đội tuyển trong trận tiếp đón Australia sắp tới. Thời gian qua, bão chấn thương khiến đội tuyển Việt Nam vỡ toang hàng thủ, với những chấn thương của Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, trong khi Quế Ngọc Hải và Thanh Trung bị căng cơ phải đi bệnh viện khám sau khi trở về từ Saudi Arabia, bài toán hàng thủ càng trở nên nan giải khi Duy Mạnh bị treo giò vì nhận hai thẻ vàng trong trận gặp Saudi Arabia. Như vậy trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo hiện tại chỉ còn những gương mặt có ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Thanh Bình, Văn Thiết hay Bùi Hoàng Việt Anh. Ngoài ra, ông Park cũng có thể kéo tấn tài từ cánh phải vào đá trung vệ. Tất cả những tính toán này của huấn luyện viên Park Hang-seo phải có câu trả lời trước trận gặp Australia. Và vì thế, việc chiến lược ra người Hàn Quốc cho đội tuyển Việt Nam đấu tập với U22 Việt Nam là một quyết định hợp lý. Để tránh chấn thương, được biết hầu hết các trụ cột đá chính ở trận gặp Saudi Arabia sẽ được tập luyện theo giáo án riêng trong khi các cầu thủ dự bị hay những cầu thủ bị loại khỏi danh sách trước đó như Việt Anh, Văn Hoàng, cùng với những gương mặt mới được bổ sung như Văn Kiên, Trọng Đại, Xuân Nam, sẽ được thử nghiệm trong trận đấu tập nội bộ diễn ra vào tối nay, mùng 5 tháng 9. Đánh giá về Australia, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận đội bóng này còn mạnh hơn Saudi Arabia. Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu trên sân nhà. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng Australia ở cấp đội tuyển quốc gia. Dù vậy, việc được thi đấu ở Mỹ Đình chắc chắn mang lại tâm lý rất thoải mái cho các cầu thủ. Thêm một động lực cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang sau đó là lứa cầu thủ Việt Nam. Hiện tại có nhiều người từng thắng U23 Australia ở vòng bảng giải U23 châu Á 2018. Đó là trận đấu mà Quang Hải đã tỏa sáng mang về chiến thắng 1, không cho U23 Việt Nam. Trong danh sách, Australia chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vẫn còn 3 cầu thủ tương khoác áo U23 Australia tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 thủ môn Pol Izo và bộ đôi tiền vệ Azinju, Zilize. Trước khi có mặt tại Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên ác nấu thắng dễ dàng Trung Quốc 3 đến 0 trên sân trung lập tại Qatar với trận thắng mở màn chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022. Tuyển Australia rất tự tin trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình. Chúng tôi tin tưởng rằng đội bóng còn chơi tốt hơn trận thắng Trung Quốc. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần thi đấu. Các cầu thủ đều háo hức ra sân. Sân nhà của Việt Nam không đón khán giả. Đó là một lợi thế cho chúng tôi. Điều quan trọng nhất, các cầu thủ Australia phục hồi tốt sau trận đấu với Trung Quốc. Mục tiêu của chúng tôi là giành 3 điểm ở Mỹ Đình, huấn luyện viên Gareth Hamack nâu tự tin nói.